Kính thưa quý vị, Luông Pha Bang được biết đến là một trung tâm Phật giáo với hàng trăm ngôi chùa và đền thờ cổ kính được xây dựng từ hàng trăm năm trước. Tại cố đô Luông Pha Bang, có một ngôi chùa cổ rất nổi tiếng, đó là chùa Siêng Thong. Đây cũng sẽ là điểm nhấn trong hành trình du lịch Xuân La, Luông Pha Bang trong tương lai không xa. Siêng Thong là một trong những ngôi chùa cổ nhất và là ngôi chùa quan trọng nhất của tỉnh Luông Pha Bang. Ngôi chùa nằm ở ngã ba sông Bê Công và sông Nậm Khan, Ngôi chùa được xây dựng vào những năm 1559-1560. Tên gọi Siêng Thong có nghĩa là chùa của thành phố Vàng. Mọi du khách khi đến thăm Luông Pha Bang đều đến chùa Siêng Thong vì đây là một ngôi chùa cổ rất đẹp, rất thiêng liêng, một trong những biểu tượng trong kiến trúc chùa chiền của Lào, biểu tượng cho sự đoàn kết của các Phật tử, đáp ứng nhu cầu của mọi người dân đến để tỏ lòng thành kính trước Đức Phật. Xuyên Thong được xây dựng với kiến trúc đặc thù của văn hóa Lào, mái cong buông xuống gần mặt đất. Xuyên Thong là ngôi chùa chính bao quanh là những miếu đường nhỏ có cùng một lối kiến trúc, hợp thành một cảnh quan đẹp đẽ. Từ ngoài vào trong, trên tường là những bức phù điêu, điêu khắc chạm trổ công phu, sắc xảo, có nội dung dựa theo Phật tích. Điêu khắc ở đây rất là đẹp, không giống ngôi chùa nào, vì vậy bất cứ ai đến Luang Pha Băng là phải thăm chùa để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của kiến trúc nơi đây. Theo quan điểm của người dân Lào, nếu đến Luang Pha Băng mà chưa vào chùa Sinh Thong, nghĩa là chưa đến Cố Đô. Chùa Sinh Thong là điểm đến hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp và những nét kiến trúc đặc thù của Lào. Ở Nha Trang nhưng mình sang đây mình thấy là cái thành phố còn rất là nhiều nhà cửa phong cảnh cổ kính. À, người dân ở đây thì rất là hiền lành, không khí trong lành. Ừ, ở đây chùa rất là đẹp. Lùa phà bằng chính là lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang muốn rời xa sự ồn ào náo nhiệt của phố thị và tìm về với chính mình trong không gian yên tĩnh, thư thái, trầm mặc và thanh tịnh, xô tan đi những lo toan vất vả, áp lực trong cuộc sống. Mỗi năm ở đây đón hàng triệu du khách gần xa đến dân hoa tham quan.